Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Trước khi mình có một đăng lên group mình làm nhận 1 triệu token có ký hiệu là SBC nè các bạn. Thì và lúc đó thời điểm đó mình bận quá mình không có làm video được nha các bạn. Thì bạn nào đã có theo dõi mình thì các bạn đã có từng support thì các bạn video thì các bạn có thể điện form group token nó dạng nha các bạn. Thì để điền lúc tôi cần được thì các bạn cần click phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn điền trong đầu tiên các bạn địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi dòng tiếp theo thì các bạn chọn quốc gia nha các bạn chọn sao không có Việt Nam mình ta, không có Việt Nam là tiêu. Thì các bạn chọn mục khác nha các bạn, mục order nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn hỏi các bạn đã biết qua drop đâu thì các bạn chọn đại nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram ID tất cả đang các bạn đã khai báo trên bot trước kia nha các bạn. Mình là cộng anh 5 số 2 là 1 2 3 4 5. Tiếp tục các bạn điền là username Twitter các bạn đã follow dán nha các bạn. Cái máy sao mà mình nhắn tin nó chậm ghi vậy các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Discord của tất cả các bạn nha các bạn, ID Discord của tất cả các bạn. Tiếp tục các bạn trước kia các bạn đã khai báo địa chỉ BNB Smart Chain nào thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain đó nha các bạn. Nếu bạn nào mà lộn địa chỉ thì các bạn có thể dẫn bot các bạn ấy các bạn. Các bạn dẫn bot các bạn lấy địa chỉ sang qua. Rồi. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục hỏi các bạn đã giới thiệu được bao nhiêu ghép thì các bạn điền vào đây nha các bạn. Các bạn được bao nhiêu ghép thì các bạn điền vào. Mình thì bấm vào xác tiếp cập nhật tài khoản mình kìa. Mình đã được một ghép nè các bạn. Thì các bạn chụp ảnh balance của mình lại nha các bạn. Rồi. Rồi nha các bạn, thì mình được 1 nè các bạn. Được 1 nè, các bạn chụp các bạn ảnh tạch, gỡ cái tạch nãy các bạn đã chụp lên nè các bạn. Rồi, cái mục này thì những bạn nào thì trên 30 ghép thì chụp cái tạch lên các bạn. Còn mình đã dưới 30 ghép thì nên mình bấm nút gỡ là xong rồi các bạn. Sau khi muốn gỡ xong thì các bạn nào đã chưa từng join Discord thì các bạn nhớ vào con bot, các bạn bấm Start, các bạn join Discord nha các bạn. Join sao là xong rồi các bạn. Tại trước kia trên bot kia mình chưa có son nha các bạn. Không biết mình đã có tham gia chưa nữa. Bạn nào chưa tham gia thì tham gia Discord nha các bạn. Ok, vậy là video mình đã hướng dẫn rút 1 triệu tục cần BSC đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.